Vâng, xin chào bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với bạn một cái file phần mềm AutoCAD rất là hay. Một file gọi là khung tên nội thất và những cái đồ đạc liên quan đến bản vẽ kiến trúc nội thất được sử dụng rất là nhiều. Thế thì cái file này là do anh Huy Oli, một người anh rất là có tiếng ở trong làng thiết kế đồ họa cũng như là phần mềm thiết kế. Vì hiện tại anh đang làm về thiết kế và cũng như là thi công xây nhà, các cái ngôi nhà về nhà dân. Thì đây là theo mình được biết, bởi vì mình cũng quen ngay cũng khá lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có trao đổi, và hôm nay mình theo dõi được trên fanpage anh đấy là Huy Hiếu Ly Ba, các bạn tìm và ủng hộ fanpage của anh ấy thì chia sẻ những cái file thư viện rất là đẹp, rất là hay dành cho tất cả anh em trong cộng đồng thiết kế. Thì cái file mà mình review ở đây như là cái file khung ghép tiêu chuẩn này được rất nhiều người ủng hộ, 157 lượt share và hơn 250 người quan tâm bình luận. Đấy, rất nhiều những cái file khác nữa, ví dụ như là file cầu thang này chẳng hạn, về 3D Smart và AutoCAD thì cũng rất nhiều người quan tâm luôn, hơn 350 người. Thế thì cái file này hôm nay mình xin chia sẻ file đầu tiên là file khung CAD trước. Đó, đây mình có tải về đây rồi và mình review cho bạn. Thì cái file này nếu mà anh em nào dùng kiến trúc nội thất thì đã cảm thấy quá quen thuộc rồi. Thì cái hay ở đây là một cái file mà nó mình review qua là nó khá là rất là đầy đủ luôn. Thứ nhất là nó sạch, thứ hai là nó đầy đủ về những cái đồ đạc nội thất mà ta hay sử dụng. Chúng ta không nên dùng những cái file mà ví dụ như là trước đây mình có chia sẻ những cái file về thư viện tổng hợp chẳng hạn, thì rất là nhiều những file như này. Nhưng mà những file này thì nhược điểm nó rất là nặng. Thứ hai là nó rác. Layer thì nó rất là lộn xộn với nhau cả. Đấy, rất là rác, các bạn thấy không? Layer cuộn này. Quản lý rất là kiểu nó giống như một cái bãi rác vậy. Có nhiều đồ thật nhưng mà trong này nó sẽ chứa những cái file mà chúng ta có thể dùng được nhưng mà tỷ lệ có thể là bị sai nhé, có thể bị scale sai đi. Cái điều đấy là chúng ta rất là không mong muốn trong quá trình chúng ta làm phương án thiết kế rồi, đúng không ạ? Tỷ lệ mà sai thì đương nhiên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái mặt bằng công năng của chúng ta. Thứ hai là những cái này nó được xử lý layer không tốt và chúng ta muốn dùng được chúng ta phải mất nhiều công, chúng ta chỉnh sửa để có thể đưa vào bàn chúng ta không bị rác và không bị nặng. Đấy, thì những cái nếu bạn nào không dành về két thì đương nhiên cái phần này chúng ta sẽ đưa vào trong file ta như một cái bãi rác chúng ta đưa về nhà. Thế thì những cái file cũng kê này là mình khuyến khích các bạn nên dùng, và mình có chia sẻ với bạn những cái file nào thực sự tốt mình sẽ share và khuyến khích các bạn nên dùng nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào chi tiết. File này đầu tiên là phần khung tên A3 100, các bạn thể lấy khung tên này và chỉnh sửa các cái phần nội dung ở trong này để có thể là sử dụng được khung tên này. Bên trong là đầu tiên là phần các phần giường dành cho nội thất. Thì đầu tiên các phần giường, ví dụ giường giường ở đây xem là giường ở đây là giường 2 m đúng không ạ? Kích thước đệm là 2 mét này, mét 8, mét 6, mét 2, giường sofa này, các kiểu sofa, có thảm hoặc là có đôn. Tiếp theo bên dưới này là hệ thống vệ sinh WC, hộp kỹ thuật này, giấy này, chậu này, lavabo sen cây này, bệt này, hay là cái đây là chậu rửa góc này. Cái này thì hay dùng ở cho WC gầm thang. Còn những cái này thì các cái nhà tắm và những cái vệ sinh thông thường, master, đây sen thường này, tiểu này, đúng không ạ? Điều hòa, tivi, đây là bếp, tủ áo, tủ lạnh đơn, tủ lạnh đôi, hai cánh một cánh đấy, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Chỉ chúng ta chỉ cần như thế này thôi là đủ, đã đủ dùng rồi, không cần phải quá nhiều những cái thư viện mà nó rác nhưng mà nó lại nhìn nó khủng khiếp như kia, không cần thiết, quá nặng. Bàn làm việc này đúng không ạ? Tiếp theo bên dưới là các cái module về bếp. Đấy, bình nóng lạnh mini này. Đấy, có thể là đây là lò vi sóng, bếp này. Các kiểu bếp chúng ta hay sử dụng nhất, bàn ăn. Hay là kiểu module bếp chữ L và bếp chữ Y là hai cái module truyền thống rồi, đúng không ạ? Kinh điển của bùa của các cái mặt bằng bố trí công năng nội thất rồi. Bàn 4 chỗ, 6 chỗ, 8 chỗ. Ghế sofa, một số kiểu số cái ghế sofa khác hay sử dụng, hay là vách kính tắm này, sen cây này, để chợ các bạn chỉ việc bốc và chúng ta dùng thôi, đổi tên layer thôi hoặc là đổi màu layer thôi là dùng luôn. Tranh trang trí này, xe cộ, xe hơi này, có tiêu chuẩn luôn. Tiếp theo nữa là phần về layer cũng rất tuyệt vời, đó là các cái lớp layer về cột tường, nét thấy, được chưa, mã màu, kiểu nét, độ dày nét 0,5, 0,5, được chưa? Anh ấy đã làm rất là chi tiết và chúng ta dày công, chúng ta chỉ việc là biến đổi chúng ta về và chúng ta dùng luôn thôi.
Đấy, và chúng ta chỉ cái này gọi là làm một lần và chăm chỉ một lần và lười mãi mãi đấy, chính là cái file này. Đây là một cái câu mình cũng rất thích của chính là của anh Huy Ly, rất là ấn tượng. Chăm chỉ một lần rồi lười mãi mãi. Ký hiệu về bê tông này, scale này. Đấy, tỷ lệ scale bao nhiêu và các cái nét này là kiểu như thế nào, tường gạch, đất tự nhiên hoặc kỹ thuật. Cái đẹp phào chỉ vân vân này. Vách chớp vệ sinh này. Cái ký hiệu này. Code cao độ này. Dạ, các cái phần về ký hiệu trục như là hướng này. Bạn thấy đầy đủ chưa? Các cái cửa 9 này, 185, 875 này. Block thuộc tính có luôn này. Đấy, xoay thích xoay kiểu gì có hết, cửa một cánh, cửa hai cánh. Có đầy đủ luôn cho các bạn luôn nha. Đừng ngại ngần mà chúng ta tiếc một click mà chúng ta bấm down cái file này về. Hoàn toàn là miễn phí. Các cái phần tech ghi chú này, leader trong mặt bằng nội thất. Hay ví dụ phần tủ áo, giá treo, mặt đứng này. Bồn tét nước này, chợ cây cối này, trang trí trong nhà, quạt trần. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn thấy tuyệt vời thì bấm ngay cho mình một like vào video của mình để tiếp tục xem video nhé, và đăng ký kênh của mình để nhận nhiều video tiếp tục hay ho như thế này hơn nữa trong những cái video tiếp theo. Bấm bấm like xong rồi các bạn sẽ cùng xem tiếp nhé. Bên này chúng ta sẽ xem tiếp là phần cũng là cây cối này, hệ thống tủ bếp này. Phần bên này là tường phá rỡ và tường xây mới này. Cái này ký hiệu dành cho những bạn nào mà làm về cải tạo thì có thể gặp những cái hai cái như này. Đấy, về kiểu nét tường. Đây đây là tủ táp đầu giường này. Tiếp theo là cái này là về kích thước mặt bằng cửa phong thủy này. Được chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Nếu bạn nào muốn làm theo cái hệ số cửa trong thông thủy phong kích thước theo lộ ban thì có thể dùng cái thang này. Violi cửa ra vào, cửa mặt đứng, cửa sổ. Được, rất là đầy đủ luôn cho bạn luôn. Đây là hệ thống danh mục bản vẽ, các bạn chỉ việc là sửa thay thế bản vẽ vào thôi và sử dụng. Ok ạ. Các bạn chỉ cần download về và chúng ta chiến luôn. Đây là một file cực kỳ là hữu ích và nó nhẹ. Quản lý layer của anh ấy rất là tốt luôn. Không có bị rác như những cái file kia. Đó, thì đây là mình đánh giá một cái file cực kỳ là sạch sẽ cũng như là giá trị mà anh Huy Lee đã trao tặng đến cho tất cả anh em trong cộng đồng dày công chỉnh sửa. Đây các bạn đừng tiếc gì một like cho fanpage của anh ấy cũng như là đăng ký kênh của mình để nhận nhiều video hơn nữa nhé. Mình là Thuận Nguyễn Quang. Và hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây và chúc các bạn luôn luôn là thật nhiều sức khỏe, công việc luôn luôn là thuận lợi. Đấy, thật là thành công. Và có tất cả những cái câu hỏi thắc mắc nào hãy comment vào những cái video này của mình. Thì mình sẽ trả lời, cố gắng sẽ trả lời dành cho các bạn khi trong những thời gian dạy. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.